giờ nên làm. Thử lên 380 mình viết ra đó nha. Ra máy mình á. Vô ba cọc này. Vô hai cọc chứ đi. Có 8 à. Xong đó mình sử dụng mở ra cái mình gắn cái ba cái mới vô. Vẫn đợi vô đi anh. Chê đi, quá đẹp. Nước ngoài ta làm nó đã quá ha. Italy vậy. Nó làm bằng máy. Giờ hết hàng rồi, hai cục dứt điểm. Giờ thử đi anh ơi. Xả dầu cho anh Lâm. Con này như mình chưa cho chạy nha. Chưa chạy phải không? Chưa chạy. Rồi, để ba cái nó đi anh. Hồi nãy ngoài kia là nó nóng. Đủ ở dưới mình cách trước mình đó ta.